Bép ơi, con có nhớ màu Tết là gì không? Dạ, mẹ nói màu Tết là cả phố phường rực đỏ, là màu của may mắn. À, còn màu gì nữa con? Còn điểm vàng đây đó, cho phú quý giàu sang. Màu xanh thì sao nè? Thêm xanh lá thiên nhiên, khởi đầu thêm tốt đẹp. Wow, phép của mẹ giỏi quá. Bánh này để làm gì vậy mẹ? Để tặng ông bà đó con. Sao Tết nào nhà mình cũng biếu quà tốt nhất cho ông bà vậy mẹ? Mẹ nhớ vị Tết nhà, ngọt thơm hộp bánh mới, dành tặng ông gửi bà. Chúc ông thêm sức khỏe, chúc bà trọn an nhiên, đoàn viên thêm hạnh phúc, vẹn tròn ấm tình thân. Là dành những điều ý nghĩa nhất cho người mình yêu quý đó con à.